Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, tôi muốn chúng ta cùng nhau bật lên trên màn hình câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô 1, đoạn 11, câu 22, 23, câu 25. Bài giảng tôi nói về giao ước trong huyết. Chúng ta được nghe rất nhiều về từ giao ước mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Và với điều kiện thời gian ngắn, tôi sẽ cố gắng chia sẻ cho mọi người. Ở trong cuộc sống chúng ta được nghe từ hợp đồng. Hợp đồng thường luôn luôn có hai chiều, hai bên cùng nhau ký một cái hợp đồng dựa trên luật pháp và sự tin cậy của nhau. Nếu thì bên kia là thì luôn luôn có sự đòi hỏi của một bên và bên kia sẽ đáp ứng. Đó là hợp đồng. Thứ hai là về hôn nhân, được ký trong vòng một đời người, hai người nam và người nữ sau khi tìm hiểu yêu nhau xác định đây là của nhau, họ bước vào làm hôn lễ. Thầy anh chị em ơi, hôn lễ rất là quan trọng. Các con thanh niên và thiếu niên hãy nghe lời mục sư nói, hôn lễ vô cùng là quan trọng. Đừng bao giờ ăn ở trước hôn nhân. Khi chúng ta phạm luật thì chúng ta sẽ bất phước nhiều lắm. Mục sư Miguel, ông nói rằng dường như 95% những hôn nhân mà ăn ở với nhau trước hôn nhân đó thì đều trục trặc rất là lớn sau khi 60 năm. Thành ra hãy giữ luật của Đức Chúa Trời và sự phước hôn nhân. Khi hai người cùng nhau tìm hiểu và yêu nhau, biết rằng đây là của nhau, họ tiến tới làm những hôn thú ký để mà có trách nhiệm, không phải chỉ yêu nhau thôi mà còn thuộc về nhau nữa. Anh thuộc về tôi thuộc về anh. Sau đó họ làm đám cưới, công bố trước đám đông, làm lễ hội thánh và làm bữa tiệc. Thường giao ước luôn luôn kèm theo công bố và sau đó làm bữa tiệc của giao ước. Chúng ta được nghe đây anh em kết nghĩa, người ta hay cắt máu ăn thề. Ở Việt Nam có nhiều người hay kết nghĩa, họ cắt ngón tay bỏ máu cho vào một cái cốc rượu và người kia cắt máu cho một cốc rượu và sau đó họ cùng nhau uống cái rượu có pha máu của hai người đó. Họ công bố họ cần làm gì với nhau, dù một trong hai người chết thì những người còn lại sống phải lo cho con, cho vợ những người đã chết. Và anh kết nghĩa là như vậy, họ giữ trọng cái lời đó cho tới ngày cả hai đều chết. Ở đây có một giao ước quan trọng, đó là giao ước trong huyết. Chúng ta cùng nhau xem. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị dồn, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một cái ấy sau quen tôi rồi lại lấy chén mà phán rằng: chén này sẽ giao ước mới trong huyết ta, thế khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Đây chúng ta nhìn thấy có hai điều quan trọng, một là thân thể tan nát, hai là huyết chảy ra. Cái đó gần giống như hôn nhân vậy. Hai người nam nữ yêu nhau, sau đó họ làm hôn thú với nhau, họ công bố là vợ chồng và cái đêm tân hôn đó họ không còn là hai nữa mà thân thể họ tan nát, hòa quay lại với nhau là một, và huyết cũng chảy ra ấn chứng cho cái giao ước. Ở đây lời Chúa nói rằng sự giao ước mới không phải giao ước cũ. Cái ước nữa, giao ước mới trong huyết ta. Hãy nhắc lại cùng tôi từ giao ước mới trong huyết Chúa. Giao ước cực kỳ là quan trọng. Câu Kinh Thánh Sa-mu-ên 1 và 18 câu 1 đến câu 4 để xem xét trong giao ước người ta làm cái gì. Sa-mu-ên 1, David và Jonathan kết ước với nhau. David vừa đấu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng lòng David. Từ khế hiệp này là kết giao ước với nhau. Thì lòng của Jonathan kết giao ước cùng lòng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống của mình. Từ ngày đó Saul giữ David về đền của mình, không cho trở về nhà cha David nữa. Tiếp theo Jonathan trở lại, Jonathan kết ước hay là ký giao ước hay là làm giao ước cùng David, bởi vì yêu mến người như mạng sống của mình. Người cởi áo của mình mặc. Một hoàng tử, Jonathan hoàng tử, con của vua, thấy ra hoàng tử nó có cái áo riêng. Và nếu như em thứ mà không phải đối tôi là có một màu khác, mà nếu con quan lại một màu áo khác, thấy ra ông Jonathan là hoàng tử sẽ nối tôi cha của mình. Ông cởi áo ngoài, hãy đáp lại cùng tôi, cởi áo. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David, và ông ta trao luôn áo sống khác, cho đến cả vũ khí này, cả gươm, cung và tay của mình nữa, dừng hết thảy những cái quan trọng để bảo vệ tính mạng của Jonathan. Jonathan sau khi ký giao ước với David trao hết thảy những gì mình có. Áo là nói về địa vị con vua, trao cho David. Vũ khí, áo mặc trần để cho mình mặc cũng trao cho David. Dường như trong giao ước họ không giữ cái gì thuộc về mình nữa. Gươm, cung nói về sức mạnh. Đây là nơi mà để hết thảy lưu đạn, giáo băng, bình đông nước và hết thảy những cái quan trọng, những cái băng đạn ra khỏi cái đai này. Jonathan, con vua, trao hết thảy điều đó cho David, là người bước vào giao ước với mình. Amen. Nào chúng ta cùng nhau xem câu kinh thánh thứ 3. Hôm nay tôi sẽ làm nhanh hơn. Ê-phê-sô đoạn 6. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái giao ước mới trong huyết của Ngài. Chúa Giêsu làm cái gì? Tôi và bạn không phải là chúng ta đứng một phe để mà ký giao ước với Đức Chúa Trời Cha đâu, mà chính Chúa Giêsu từ trời, Ngài đứng về phía chúng ta, thay mặt chúng ta lập giao ước với Cha của Ngài. Và Ngài nói rằng: Cha ơi, con dùng huyết của con dùng mạng sống của con lập giao ước với Ngài. Mọi tội của những kẻ nào tin con và nhận con làm cứu Chúa đời sống của họ thì điều con làm ngày hôm nay với Cha sẽ ứng nghiệm trên đời sống của họ. Huyết của con là bằng chứng, là giao ước đó là một giao ước hòa bình, không có phán xét nữa. Bởi vậy cho nên khi Chúa Giêsu Ngài chết trên thập tự giá, trước khi Ngài chúc thánh thờ, câu cuối cùng Ngài nói gì mọi người biết không? Mọi sự đã hoàn tất. Hết thảy mọi điều gì liên quan tới giao ước giữa con với Cha đã làm xong bởi huyết của con rồi. Và hết thảy những cái nào sống lại ở trong con thì được hưởng cái giao ước đó. Đáng lý có bạn ở đây không? Đi ra ngoài ngồi rồi. Mời Quảng, mời đầu giúp lên phía trên này. Quảng lên phía trên, giúp lên phía trên. Hai người trai đi nào cũng Quảng. Quảng đâu? Có Quảng không? Ai là bố? Trẻ, giúp lên phía trên này. Giúp lên phía trên. Dạ. Em lên cái. Ô, anh bố tay ta, người tay đi. Lúc ấy con sinh năm bao nhiêu? Con 2002. Ok. Lấy câu hỏi. Đây là cái câu cái này không phải là chủ đề của cái này là thí dụ không. Nếu như Quả năm 2001 qua đời thì lúc đó chúng ta ở đâu? Dũng chúng đó và ta ở đâu lúc đó? Dũng ta ở đây năm 2000, năm 90, năm cái Quả sinh năm 84 à? 74. Thế trẻ hóa thì vẫn chưa 84. Ok. Năm 74, năm 75 chúng ta ở đây rồi, năm 76 chúng ta ở đây rồi. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Vì sao? Bởi vì Dũng ở trong Quảng và Thái Lan, cho nên trước đó đã ở trong này. Và nếu như Quảng qua đời trước khi Dũng ra đời thì Dũng đã chết ở trong Quảng rồi. Mọi người hiểu không? Anh cũng thấy cảm tạ như bây giờ. Mời hai anh em về không? Dạ, hãy có thầy trai thanh niên đẹp trai. Ai là con cái Đức Chúa Trời ra đây tôi xem này. Như vậy là chúng ta ở trong Chúa đúng không? Như vậy là hai của cõi chết, con mời Ngài bước vào đời sống của con, thì ngay lập tức cái giao ước mà Chúa đã làm 2000 năm trước trên thập tự giá được ứng nghiệm lập tức trên bạn luôn. Nó hay như vậy đấy. Còn nếu các bạn từ chối thì luật pháp nói tên này từ chối, mặc dù nó là thật nhưng nó từ chối cho nên không thể ứng nghiệm trên nó được. Mọi người hiểu không? Nếu tôi là con của tỷ phú mà bố của tôi đi tìm tôi đi lang thang, ông ấy nói là ông để lên chỗ là tìm thật cái hùng, tôi đứng trước luật pháp và nói là tôi công nhận theo ADN kiểm tra máu đã gen đúng của ông Trần Thanh Quang, tôi là con ông Trần Thanh Quang, thì lập tức mấy tình này chung về nó. Rồi tôi đi cuộc sống mồ côi, tôi không tin, tôi sợ đây là người nào để tôi không tin, một sự nói là anh ơi bố mà tin đi đây là ai gì chung hết như anh này, tôi không tin làm gì mà chỉ có một lời nói là tôi không nhận là đúng, là được mấy tỉnh. Sự thật là như vậy. Mọi người hiểu đang nói không? Chúng ta bị lừa quá nhiều rồi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Ngài làm một điều thật thì thập tự giá đó, chỉ cần bạn tiếp nhận điều mà Ngài đã làm thì giao ước của chúng tôi là mọi sự đã hoàn tất, lập tức được ứng nghiệm trên mình. Cảm ơn Chúa. Amen. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem việc này có giống như David làm Jonathan làm David không? Chúng ta đã trong giao ước đấy. Và là anh em phải làm hành lang trong Chúa. Vì sao chúng ta đang ở trong giao ước mà? Phải làm hành lang trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Vì sao? Vì trong giao ước mà. Cứ đứng dậy. Đứng dậy. Cô gái xinh đẹp. Có chuyện này. Dạ. Anh cũng thành có hai người. Ok. Dạ. Mà cô đấy nhiều người chụp em là bé thổ thật đấy. Dạ. Tôi chưa cưới tiền 36 hành năm 2000. Khi tôi trao thì còn nhớ cái ngày trao nhất không? Cái thành viên em to quá thì dân thật. Khi mà tôi trao cái chiếc nhẫn này mùng 3/6/2000, và khi tôi đeo cái nhẫn này Chủ Thiên muốn nói với tôi rằng anh từ ngày hôm nay chẳng đi, kẻ thù của anh là kẻ thù của em. Từ ngày hôm nay chẳng đi, sức mạnh cơ bắp của anh là sức mạnh cơ bắp của em. Từ ngày hôm nay trở đi, hết thảy giá sách anh có là thuộc về em. Vâng, vâng, chú Việt nói thế. Và tiền của em đó là tiền của anh. Sao có như vậy đó chứ? Anh nói cũng giống như em nói, em buồn cũng giống như anh buồn. Nếu các bạn hiểu được cái giáo ước hôn nhân đó, nó quan trọng như vậy đó. Tại sao? Tôi thấy có nhiều người mà họ bị tai nạn thì không người đó. Tặng ở người đó, họ có thể. Không hiểu tại sao? Không chịu không? Tại sao lại có thể như vậy được? Chúng ta xin kể. Chúng ta trong giáo ước cho nên Chúa nói rằng hãy nhờ sự toàn năng của Ngài. Mọi người hiểu ra nói tôi đuổi về tiếng Đức, trong khi tôi cần phải đi bác sĩ hay là làm cái hợp đồng thì Chúa nói rằng ngươi phải trong giáo ước với Tiên, mà Tiên giỏi tiếng Đức thì ngươi hãy nhờ sự toàn năng tiếng Đức của Tiên đi. Giáo ước mà mọi người chúng ta nói không ạ? Nên cái câu nói này nó chỉ ứng dụng khi chúng ta ở trong giáo ước bên này mà thôi, còn không trong giáo ước không phải nhờ sự toàn năng của Ngài nữa. Tiếp theo đây này, hãy mang lấy mọi khí giới của Chúa trời tin lành. Rồi nó đã trao cho David mọi điều ta có, thì Chúa Giêsu sau khi về đời Ngài trao cho chúng ta mọi khí giới mà Ngài có cho chúng ta. Tại sao chúng ta bị thất bại? Bởi vì khí giới đó chúng ta không chịu mặc, chỉ nhận nó về chúng ta vào cái vỏ cà. Tiếp theo hãy mang lấy mọi khí giới của Chúa trời để được nữ vương mà địch cùng hút kế không? Amen. Chúng ta hãy dùng vũ khí của Chúa để mà phản nhau, dùng lời Chúa để chém nhau. Bởi vậy tôi và vợ tôi một trong nhiều điều mà sau khi cưới có một giáo ước, trong khi va chạm không được dùng lời Chúa để chém nhau. Em 3 năm thằng nào anh là một sư 6 năm trước đó chúng ta dùng lời Chúa là cơm hai lưỡi để chọc nhau. Cho nên khi động cơ không đúng, chúng ta không được quyền sử dụng lời Chúa nếu động cơ chúng ta không đúng. Ở đây vũ khí cần để định với mạng nghỉ chứ không phải là đâm anh em mình. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng con người, không phải tìm với hết. Bè là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vũ trụ, cùng cây đàn vào tối nay, cùng các thần giữ ở các miền trên trời vậy. Anh chị ơi, chúng ta là con người trần mạng thịt, nhưng có một thế giới vô hình. Các bạn nhìn thấy có nhiều ý tưởng nó thổi vào đầu của bạn. Bỗng nhiên đang bình thường như vậy, bạn ngồi ở người nhìn ra ngoài, lửa bỗng nhiên thấy có ý tưởng, không chết. Ý tưởng đó là một thế giới của những cái kết là chủ quyền thế lực cùng vui chú của thế gian mà tối nay và thần dữ đấy, nó thổi những cái suy nghĩ đó, giống như khi thấy kết là ma quỷ gieo ý tưởng vào đầu của chúng ta sẽ không thể chú. Và nếu như chúng ta mà trộm và giữ cái ý tưởng của ma quỷ đó là chết đấy. Tại sao chúng ta cần phải lấy to lên một chút để tích lại cái mục tiêu mà ma quỷ nó gieo ý tưởng xấu vào tâm trí chúng ta. Tiếp theo, vậy nên hãy đến mọi thế giới của chúng ta hầu trong này tốt cả. Bình thường chúng ta chưa gặp khó khăn thì bạn thấy lời chúng ta quan trọng. Như tôi nói thật, tôi trong khủng hoảng tháng 5 vừa rồi, lời chúng cực kỳ là quan trọng. Ở đây có chị Phan Thị Hiền đã từng chết đi sống lại, và trong cái lúc của chị bất tỉnh đó, chị chiến đấu với cái giọng nói của ma quỷ như thế nào. Nó chỉ chứng lớn mồ, nói rằng mày nằm đây này, nằm đây này. Và lời chú trong lòng chị đã được học trước đó, đã chiến đấu. Lời chú nói rằng hầu cho trong này khốn nạn, cái khí giới của Đức Chúa Trời bởi lời chú đó, chúng ta sẽ định lại. Anh em có thể cứ định lại khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững, được đúng vững vàng. Tôi bị bệnh, tôi bị một cái bệnh đó là dị ứng phân hoa nặng. Và tôi nói rằng thường trước khi mùa hè tới là mình phải đi bác sĩ, họ sẽ tiêm cho một tiêm thuốc tiêm người thì cái dị ứng phân hoa sau đó tháng 4, tháng 5 tôi làm từ đến bác sĩ là không chuyên về bệnh nhân liền. Còn lúc đó nó kiểu ngọ rồi người đó là người đó nó buồn ngủ để người đó không có gì nữa. Cái lúc họ bị hắt xì hơi thì lúc đó thuốc nó không còn tác dụng giống như kim trước đó mọi người có. Thế ra là đây này, trước khi cái này khốn nạn tới này, chúng ta phải mặc khí giới như tầm trước đó. Còn lúc mà mọi người thấy chúng ta là có thể mặc người tùy vào này, hoặc là tắt tư vào này, cái tơi tả nó chạy đâu nào. Thế ra cái đó là cái chúng ta cần phải khi mà còn dịch điện, hãy trang bị rồi một ngày trước. Amen. Cùng hãy đi tiếp theo. Vậy hãy đi vững. Bây giờ bắt đầu liệt kê các quý này. Lấy lẽ thật là gây lương. Có một đội quân đã công của Israel vào trong trại quân của chúng ta hết lương. Và khi đội quân tấn công hồn, chạy đội quân thúc đến phần. Và bây giờ khi nó băng đạn rồi như là người đâm dưới hết, không còn gì mà xuống mặt nữa. Thành ra lẽ thật là lời của Chúa, lẽ thật cũng là sự sống chân thật của mình với người khác. Nó sự sống chân thật này, nó là cái đai lưng của mình, cái thắt lưng của mình. Nếu sống không chân thật mà giả dối là một người cởi chuồng đi bằng mọi người dưới đường phố này. Người tưởng là che giấu với mọi người, nhưng sự thật, sự lừa dối, sự sống giả dối, nó là hai mặt giả dối. Đạo đức giả của Pha-ri-si giữ hồn gì sẽ lộ ra, và chúng ta cần phải sống chân thật, sống lấy lẽ thật làm dây lưng. Amen. Bởi vậy cho nên tôi nói thật với mọi người, kẻ sĩ giả dối là người có đó cực kỳ thú vị, bởi vì tôi phải nhớ mình có dối gì để tôi là nhớ là không sai. Cho người đó không ngon được mình là luôn mơ người ta phát hiện ra nằm ngủ chạy thật là người ta là không cuộc sống chân thật sướng hơn nhiều quá. Có thể mình khổ là một chút nhưng mà sống sướng thì ta được ngủ ngon. Lời lẽ thật là đây đình hưng mặc lấy giác bằng sự công bình. Tôi vào trong một viện bảo tàng và phát hiện ra cái áo giáp, đây là viết cho thành La Mã, áo giáp của lính La Mã, nó che ngực, còn lưng nữa không có giáp. Mọi người biết tại sao lưng không có giáp không? Bởi vì bảo vệ lưng của người lính La Mã là đồng đội của mình. Thế là nếu cầm đội mà lấy giáo cầm vào lưng nữa, lính La Mã là chết nhanh. Thế là ông Giang Châu nói rằng cái kẻ thù mà đồng đánh ông cũng đáng kinh nhất là những người bạn cùng làm việc, đâm phát nào trúng phát đó, giết phát nào là không quân phát đó. Còn lính La Mã có cái áo giáp ở trước ngực, mỗi tên bắn vào không thủng được. Áo giáp đó là gì? Là sự công bình. Không phải sự công bình mà việc làm riêng của mình, mà sự công bình cái gì chúng ta làm ban chúng ta. Amen. Amen. Tiếp theo, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an và làm dày dép. Lúc cái người họ cho tôi được quy định dày nhá là phải này là xịn. Vì sao? Bởi vì dày nó dính với đời sống của bạn ngược đầu. Đẹp là phải thật là xịn. Còn người Việt Nam mình cái khung giường thì thật là xịn, còn đẹp với toàn mọi người còn đẹp. Đắt này là lâu xưa lâu đấy, còn cái bao xung quanh nó thì cực kỳ đẹp. Đẹp là đắt tiền, từ cũ linh mà mua cái đôi nó rất nhiều, còn cái đẹp thì mới trăm nào. Rồi cho nên cái dành này có những người phụ nữ ở bên Nga, ở bên này có nhiều người ở bên Nga họ đi giày cao 15 phân như vậy, họ đi gặp đám đông ấy, thì cứ các bạn đi vào đầu gặp bạn đẹp, rồi đi ra được không? Để ra tăng lên 15 phân, nhưng mà khổ ấy là cái bản thân người Việt Nam bị tra tấn, và người ta nói rằng là cái tra tấn bản thân thì rất là nguy hiểm cho khớp. Và cũng không có Việt Nam không đỡ tim. Rồi cho nên thưa anh chị em, cái tim, cái gan của mình nó nằm đây này, chứ không phải nằm đây đâu, nó nằm ở dưới mặt đất đây này. Nếu như cái này nó bị lạnh, nếu như cái này nó bị đau, là nó ảnh hưởng toàn cơ thể. Và lời Chúa nói rằng cái này thì làm dây dép là như vậy đâu. Amen. Sẵn sàng, thật là chắc hành quân, sẵn sàng để sẵn vào công đời, có thể mình sao dây dép vô cùng quan trọng. Tiếp theo lại phải lấy thêm đức tin làm tốt. Đức tin chiến thuật người La Mã là dùng lá chắn mai dù hồng, khi mà trên khi bắn tên cái họ chung lại tất cả những lá chắn xếp thành một đội hình cùng cái mai dù hồng bảo vệ. Đức tin rất là quan trọng, đức tin quá là lời của Ngài, nghe lời của Ngài, tốt đây là lá chắn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Mà phải cảm ơn Chúa Giêsu, nếu ngươi là con Chúa Trời hãy hóa đá thì đánh bạn đi. Chúa dùng là dùng gì mọi người biết không? Dùng lời của Ngài, lời Chúa phán, đức tin là đến từ lời của Ngài đấy. Thế ta dùng lời đó để cắt đứt cái tài mòn của tên mà bao quỷ bắn vào. Tiếp theo cũng hay thấy sự cứu chuộc là bảo chung. Có ai có những cụ từ một cái mũi? Có ai có bằng mũi đấy không? Có trời ơi mai từ một cái mũi. Ô, ông ăn hay không? Ở bạn cũng có sự không? Là tôi cảm ơn. Đây cũng hay đấy, sự cứu chuộc là bảo trụ. Là bảo trụ. Nhất là đi xe máy ở Việt Nam mũ bảo hiểm bắt đầu. Vì sao? Bởi vì xe máy ở Việt Nam đi như đâu mà chết là chết thẳng. Thành ra cái mũ bảo hiểm đồng đó nó quan trọng. Vì nếu chuyện xảy ra cái bảo hiểm là chết luôn. Thành ra xuống mắc ớt là người mình nhận được bao nhiêu ảnh gọi là đua vô sản nhất và cuối cùng truyền thuyết thì chỉ một số mà mình biết vì sao ông đến bây giờ vẫn đang giao thông gọi là coma của chương trình này nữa. Bởi vì khi ông truyền thuyết ông không ngồi mũ bảo hiểm, còn ngồi đua xe là ông đã sẵn sàng hết. Tai nạn thì có thể bảo vệ là mũ bảo hiểm, người bảo hiểm, ô tô bảo hiểm, người cũng đá bác sĩ bảo hiểm. Còn ông truyền thuyết ở cái đỉnh núi đó mùa đông trước Giáng sinh ông không hề điều bảo hiểm đầu, không một máu chút. Thế là có ai đó rất là chủ quan đi vào một đất của kẻ địch mà không hề đội mũ bảo hiểm. Và chúng ta hãy dùng sự cứu chuộc làm bảo trụ. Có những khi mà buổi năm nay không phải con này và tôi mày cũng nhận lời đó, bà hãy dùng sự cứu chuộc chắc chắn ta là con cái nữa. Lời Chúa phán như vậy, và khi ta kêu cầu cha ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Đấy là máu cứu chuộc, máu sự cứu chuộc là máu chung, là cái máu độ với đầu là như vậy đó. Amen, amen. Tôi cũng tôn trọng ra để trai thế này là đủ. Ok, thế thế hết cả những cái đừng làm đó là sự bảo vệ, còn đây là vũ khí tấn công. Hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Gươm hai lưỡi để tấn công, để các coi lời của Chúa là thánh gươm hai lưỡi, lời sống. Tiếp theo nữa có một loại nữa này mà Bắc Hàn ta đòi 600 tỷ, nếu như mà ông không cung cấp 600 tỷ cho mỗi năm thì là tiếp tục thường bom lên thật đấy. Đó là gì? Nhờ Thánh Linh thường là đủ mọi thứ công quyền và nài xin. Cái này gọi là tên lửa đạn đạo. Sự cầu thay, sự cầu quyền bởi Đức Thánh Linh và sự cầu thay của bạn là tên lửa khổng từ Việt Nam về chúng tôi đỗ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đây là những thánh mà tôi vừa trang bị cho anh chị em. Mọi người đã biết chưa? Đây là bình nước để thắp sáng mọi người nhìn theo, để thắp mọi người nhìn theo. Đây cần đến chúng tôi được, đây cần đến đây là cốc nước, đây cần đến đây là bình nước minh chứng hay là lấy ví dụ cho cái gì dùng để về tủ làm. Đây là cốc là uống này, hãy để ý nhé, cái này là mình có đây này, mọi người phía dưới có nhìn thấy nó không? Có, bởi vì trong nó có không khí, thành ra nó nhìn thấy nhìn kia hay hơn có thể là ok. Và các cụ của ông An thì xuống nó vỡ đấy, cụ của An thì xuống nó vỡ đấy. Ok, ok, nào chúng ta cùng nhau xem ví dụ nha. Đây mà ngập hoàn toàn trong nước nhưng mà nước không có ở trong nó, thế là bạn đã nhìn thấy nó ở trong một bình nước. Ok, ví dụ thứ hai đó một chút này. Ok, xong có nước ở trong nó nhưng mà nó không chỉ hoàn toàn ở trong nước, thế là nhìn thấy nó đúng không? Thế là hãy nhờ chúng ta dẫn của Ngài nhắc đầy nước ở trong cốc và nó cũng ngập luôn ở trong nước, người bên ngoài không nhìn thấy nó được. Cái này dẫn đến cái gì? Cái này dẫn đến một chỗ khi chúng ta có Chúa bên trong lòng, đầy dễ đời của Ngài trong lòng, mà chúng ta lại mặc áo giáp của Ngài, mọi thứ nữa lẽ thật, nhìn mạo chung của Ngài, đức tin làm thuận này, hương tính là lời của Chúa này, sự cầu thay tên lửa này, là mình hoàn toàn ngọc trong Chúa. Nhưng mà có nghĩa là Chúa nói rằng lúc này ta mới thực sự là thật trong ngươi, và khi ngươi ngọc ở trong ta và có đầy ta bên trong ngươi thì ma quỷ không còn tin đến ngươi nữa rồi, ngươi mất hút ở trong ta rồi, nó đụng vào ngươi là đụng phải con ngươi của ta rồi. Thế là nếu chúng ta mà không có đầy Ngài bên trong mà lại không ngập luôn ở trong Ngài là cái như thế nào? Còn nếu chúng ta ngập hết Ngài bên trong và mình cũng chìm luôn ở trong Ngài là ma quỷ nó sợ lắm, bởi vì nó không biết bạn đâu nữa, nó bảo đánh của Chúa ơi, có đánh của Chúa nó làm vua đâu. Đây là thí dụ mà chúng ta nhìn thấy giao ước trong huyết, giao ước bên trong huyết là như vậy ạ. Khi bạn ở trong giao ước đó, bạn lấy lời của Ngài bên trong để bạn trang bị cho mình hết thảy những vũ khí mà chính Chúa trong giao ước đó đã trao cho bạn: gươm, giáo, đai, áo ngoài, áo trong. Ngài trao cho bạn điều gì? Ngài trao cho bạn hết thảy những điều gì cần dùng trong thế gian này. Thì bây giờ tôi phụ thuộc bạn thôi, hãy sử dụng điều mà Chúa đã ban cho. Amen. Mời chúng tôi đứng dậy. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.